khởi tố vụ án người phụ nữ giao ga bị sát hại, phi tang trong bể nước. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố vụ án giết người để điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của người phụ nữ giao ga mất tích một cách bí ẩn cách đây 13 năm. Ngày 19 tháng 12, lãnh đạo phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, công an thành phố Hải Phòng cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hải Phòng vừa khởi tố vụ án người phụ nữ giao ga bị sát hại. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Tê, sinh năm 1988, chú ở Làng Pháp Cổ, xã Lại Xuân, Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, mất tích 13 năm trước. Ngày 6 tháng 12, ông Nguyễn Văn Quy, chú tại thôn 5, xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, vô tình phát hiện một bộ hài cốt trong bể nước thải của gia đình. Bể nước này bỏ hoang đã lâu, nằm trong khuôn viên khu vườn rộng hàng trăm mét vuông không tường rào, cách biệt nơi sinh hoạt của gia đình ông Quy. Nhận được tin báo phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an huyện thủy nguyên cùng các lực lượng chức năng khẩn trương có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra làm rõ cái chết bí ẩn của người phụ nữ sau 4 ngày lấy mẫu xét nghiệm adn bộ hài cốt cơ quan công an đã xác định được danh tính nạn nhân là nguyễn thu tê sinh năm 1988 trú tại thôn 5, làng phát cổ xã lại xuân bước đầu cơ quan công an xác định chị tê đã bị sát hại rồi phi tang thi thể vào bể nước Quá trình khám nghiệm hài cốt cho thấy trên hộp sọ có vết nứt vỡ do ngoại lực tác động. Theo bà Phan Thị Đê, mẹ chồng nạn nhân, trưa ngày mùng 3 tháng 12 năm 2010, chị T nhận được cuộc điện thoại yêu cầu giao ga. Sau đó, chị T liền đi xe máy chở ga đến địa điểm giao hàng và từ đó không trở về. Hai ngày trước khi chị T mất tích, anh T, chồng chị T, theo xe container của một người ở cùng làng vào miền Nam giao nhận hàng hóa thấy con dâu đi giao ga từ giữa trưa nhưng đến chiều tối không về, điện thoại không liên lạc được. Bà D do hỏi người thân và gia đình thông gia nhưng cũng không có thông tin gì về chị T. Ngày mùng 4 tháng 12 năm 2010, trong khi mở cống thoát nước ở khu đầm 32 hecta trên địa bàn thôn Pháp Cổ, xã Lại Xuân, cách nhà chị T khoảng 1 km, người dân vô tình phát hiện chiếc xe máy của chị T ở dưới cửa cống. Sau đó, trong nhiều năm, gia đình đã đi tìm kiếm chị T khắp nơi nhưng vô vọng. Theo tìm hiểu của phóng viên, ngôi nhà của gia đình ông Quy sinh sống rộng khoảng hơn 1.000 mét vuông nằm ngay sát chân núi đá vôi, nằm cách biệt với khu dân cư đông đúc. Khu vực bể nước thải nằm sau khu công trình phụ của gia đình. Ông Phan Văn Đê, bác của nạn nhân, cho rằng rất có thể hung thủ là người tại địa phương mới nắm rõ được quy luật sinh hoạt của người dân nơi đây. Đặc biệt vào thời điểm đó, khu vực phi tăng xác chị Tê bỏ hoang, vắng người qua lại, do hai vợ chồng ông quy đều đang thụ án tại trại giam lãnh đạo cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an thành phố hải phòng thông tin thêm hiện bộ hài cốt của chị t vẫn đang được lực lượng chức năng bảo quản để phục vụ công tác điều tra